kết quả như thế nào, có những cái hạn chế nào, cũng như là trong cái đề tài sẽ có hướng phát triển ra sao. Sau khi chúng ta tổng quan được cái đề liệu xong, chúng ta sẽ xác định lại cái mục tiêu tổng quát cho chúng ta. Ví dụ cái đề tài của cô là bây giờ cô muốn tìm hiểu việc sử dụng kháng sinh ảnh hưởng tích cực hay là tiêu cực tới xã hội thì nó rộng quá, nên không có đề tài nào mà rộng như vậy hết. Có thể là cô xác định lại mục tiêu. Bây giờ cô sẽ xác định là xác định ảnh hưởng của sử dụng kháng sinh, ví dụ như trên đối tượng là bệnh gì đó, ví dụ như là bệnh đường hô hấp hoặc là bệnh tiết niệu, bệnh đường tiêu hóa. Cô giới hạn lại cái mục tiêu để mà nó dễ dàng cho quá trình nghiên cứu hơn. Và cuối cùng mình sẽ đặt ra một cái giả thuyết nghiên cứu. Mấy chị lưu ý là khi mà chúng ta xác định vấn đề càng rõ, định nghĩa càng rõ ràng cụ thể thì chúng ta càng dễ dàng thực hiện được. Các bạn ha. Sau khi chúng ta xác định được cái mục tiêu nghiên cứu rồi, xác định được cái vấn đề cần nghiên cứu thì chúng ta bắt đầu đi tìm tài liệu. Chúng ta có rất nhiều nguồn tài liệu như mấy chị nói. Chúng ta có sách nè, báo nè, internet nè. Và mấy chị lưu ý là chúng ta cần phải chọn lọc thông tin. Chọn lọc thông tin là sao? Còn mấy bạn biết đọc một bài báo, bạn có mấy là đáng tin cậy hay không tin cậy? Cái đó là cái đầu tiên mà mình phải đặt ra. Liệu bài báo tôi đọc là tin cậy hay là đáng tin cậy, hay là không đáng tin cậy? Đó là câu hỏi đầu tiên. Câu thứ hai mình sẽ hỏi là liệu bài báo tôi đọc có tính cập nhật hay không? Hay là bây giờ năm 2022 rồi mà cái bài báo tôi đọc đang là ở năm 2020 thì gọi là cập nhật, cũng hơi cập nhật đúng không? Rồi mình đã đọc là năm 2000 đi ha. Hoặc là mình đọc năm 1990 mấy thì nó có cập nhật hay không? Thì muốn biết nó có cập nhật hay không thì mấy chị phải coi được trên thế giới họ đã đi tới bước nào rồi. Ví dụ có những cái hiệp hội là cập nhật hàng năm. Ví dụ mấy chị thấy là hiệp hội tim mạch, hiệp hội đái tháo đường thì hầu như các khuyến cáo cập nhật hàng năm hoặc 2 năm rồi. Nhưng mà một số hiệp hội, ví dụ như là hiệp hội khớp đi, cơ xương khớp thì nó ít cập nhật hơn. Tại vì cái bệnh lý mà nó ít thay đổi thì người ta ít cập nhật. Cho nên nhiều khi cái bệnh lý mấy chị tìm là những bệnh lý ít cập nhật, tức là ít phát đồ trên thế giới. Thì lúc này cái phát đồ mà mình tìm được mà gọi là gần nhất tính tới thời điểm hiện tại thì gọi là đã có tính cập nhật rồi. Tại vì trên thế giới họ không cập nhật cho nên là tài liệu đã gọi là có tính cập nhật. Vậy thường làm sao mấy chị biết được có tính cập nhật hay không? Sao mấy chị biết là hiệp hội nào là ra hàng năm, hiệp nào thì cái đó gọi là câu hỏi khá là khó, trừ khi mấy chị phải thường xuyên đọc khuyến cáo, đọc phát đồ. Tức là có nhiều anh chị cứ thích đọc tài liệu thì mình sẽ biết được cái nào là mới, cái nào là cũ cho mấy chị không. Và khi mà đọc tài liệu thì một cái là mấy chị coi là hỏi coi liệu cái tài liệu tôi đọc có tin cậy hay không, thì mình phải làm gì? Cái này là cái bản đồ người ta gọi là thang mức độ tin cậy nghiên cứu, mà ở phía dưới, càng ở dưới là càng ít đáng, càng kém tin cậy, kém tin cậy ha. Ví dụ như animal and laboratory study, tức là giống như là những cái nghiên cứu mà trên động vật và thí nghiệm trong phòng thí nghiệm phòng lab, thì cái đó người ta gọi là nghiên cứu mà kém tin cậy nhất. Mấy chị đọc cái tài liệu người ta chỉ nói là chứng minh là trong in vitro là gì các bạn? In vitro là trong phòng lab các bạn, còn in vivo mới là trên người. Đó, cái đó là kém tin cậy nhất. Rồi sau đó các bạn sẽ coi nè, hoặc là case report hay là case study, tức là nghiên cứu mà chỉ là coi như từng ca bệnh thôi, hoặc là nghiên cứu thôi. Có những báo cáo ví dụ như là tại bệnh viện này báo cáo được ca bệnh này, hoặc là báo cáo vài ca bệnh thì nó người ta gọi là ít tin cậy hơn, nó không có thiết kế tốt nào, người ta gọi là no design. Nhưng mà cái đó sẽ là cơ sở, chính những cái ca bệnh bất thường sẽ là cơ sở để chúng ta tiến hành nghiên cứu.
Rồi cái nghiên cứu tiếp theo là cái nghiên cứu mà bệnh chứng, nghiên cứu bệnh chứng ha, nghiên cứu khách ngang. Rồi trên nữa là nghiên cứu đoàn hệ, nghiên cứu đoàn hệ là sao? Không roster đi, nghiên cứu đoàn hệ là sao vậy? Người ta sẽ tính ra tại thời điểm chúng tôi nghiên cứu, chúng ta sẽ chia thành hai nhóm nguy cơ, một cái nhóm là có tiếp xúc và cái nhóm là không có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ, và tôi sẽ so sánh hai nhóm đó gọi là nghiên cứu đoàn hệ, cũng tương đối là tin cậy một chút. Trên nữa là RCT, RCT gọi là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đôi chứng, tức là tại thời điểm ví dụ như là bây giờ cô lấy 10 bạn trong nhóm đối chiếu là không sử dụng thuốc cho uống thuốc giả là giải dược, 10 bạn còn lại cô cho uống cái thuốc để cô đánh giá tác dụng của thuốc đó, và những bạn 20 bạn tham gia chương trình này đều không biết mình liệu mình có uống thuốc hay là không uống thuốc, họ đều tin tưởng rằng họ đã uống thuốc để cô được đánh giá xem cái tác động tâm lý như thế nào, đúng không các bạn? Rồi sau đó, sau ví dụ như là bây giờ tại thời điểm này sau 5 năm đánh giá lại, hoặc là sau 1 năm, 2 năm đánh giá lại xem liệu cái thuốc cô đã có tác dụng đối với cái nhóm sử dụng thuốc hay không, ta gọi là RCT, tức là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đôi chứng, thì đây là có mức độ tin cậy cao. Tiếp theo là meta analysis, tức là tổng hợp nhiều cái RCT, tức là người ta tổng hợp nhiều cái nghiên cứu giống nhau của các tác giả khác nhau địa điểm khác nhau, chúng ta tập hợp sẽ gọi là cái tổng hợp liên quan lại để chúng ta gọi là ra được cái meta analysis, và cao nhất đó là clinical practice guidelines, tức là những cái phác đồ điều trị trên thế giới. Vậy thì khi mà mấy chị tìm hiểu tài liệu thì mấy chị phải xem được là tài liệu mình đọc đã có cái nhóm nào, nó có phải là cái phác đồ điều trị hay không. Phác đồ điều trị thì cực kỳ tin cậy. Tại Việt Nam thì Bộ Y tế có cái trang web, có những cái hướng dẫn điều trị của Bộ Y tế Việt Nam. Nhưng mà mấy chị nhớ là Bộ Y tế Việt Nam mình thì tính cập nhật nó không cao bằng so với thế giới. Đúng không ạ? Chúng ta nên tìm tài liệu trên thế giới. Các bạn đơn giản, các bạn có thể vô là Google, các bạn tìm, hoặc là các bạn vô Google, bạn có thể search cái trang web tin cậy. Rồi sau đó các bạn coi, coi trong cái bài báo mình đọc được, nó sẽ ghi rõ là cái nghiên cứu này là nghiên cứu gì, RCT hoặc là meta analysis hoặc là case report. Thì tất cả các bài báo trong cái phương pháp nghiên cứu đều ghi rõ. Các bạn sẽ coi cái đó thì các bạn sẽ biết được là cái bài bạn đọc là tin cậy hay không. Còn đối với báo Việt Nam thì lúc nào người ta sẽ gọi, người ta có gọi là tài liệu tham khảo ở dưới. Các bạn có thể coi cái năm cập nhật của tài liệu tham khảo đó để mà đánh giá liệu cái bài báo mình đang đọc ở trong nước là có tin cậy hay không. Mà thường ví dụ như cái báo trang web của các bệnh viện, của các viện, các trường đại học thì cũng được gọi là có tin cậy, nhưng không phải là không tin cậy, mình đọc cái đó là có tin cậy, nhưng mà liệu có cập nhật hay không thì các bạn không tùy, mình sẽ coi cái thông tin tham khảo của cái trang web đó. Đây một số nguồn tham khảo và trong sách mình có ghi không, ví dụ như là Medline, ví dụ như tạp chí dược học, tạp chí y học, ví dụ như trang web của Bộ Y tế, Cục Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường Y tế, các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, và các đơn giản như cuốn sách mà cuốn sách mình học là cuốn sách được, cũng được gọi là có tính cập nhật rồi đó. Các thầy cô là bắt buộc phải cập nhật hàng năm, nếu mà thông tư có thay đổi thì cô sẽ cập nhật. Ví dụ như năm sau mà danh mục thiết yếu của mình thay đổi thì các thầy cô sẽ cập nhật sách mới cho các bạn ha. Các kết quả nghiên cứu khoa học thì thường các kết quả nghiên cứu khoa học thì nó sẽ đăng ở trên những tạp chí, có thể tìm ở trên những tạp chí thì cũng có. Ngoài ra khi mà mình tham khảo tài liệu tham khảo thì có cái phần mềm quản lý, ví dụ như là Ignote hoặc là Zotero, hoặc là đơn giản trong Excel các bạn, ví dụ như ở dưới 100 tài liệu tham khảo mà các bạn có thể là làm ở Excel cũng được. Ở đây lớp mình có ai phải làm nghiên cứu đề tài hay là các bạn làm được thi tốt nghiệp thì hết không phải là đề tài nè, học
học học đủ chỉ rồi đó. Chưa mà nhưng mà ý là học đủ chỉ, học đủ chỉ là ra. Những người tham gia thử nghiệm lâm sàng họ
lý toàn bộ về chi phí điều trị, bao gồm thuốc và các chi phí khác liên quan. Mà chứ không phải chỉ là đối với thuốc nghiên cứu thôi, mà toàn bộ cái chi phí điều trị của họ sẽ được miễn phí. Ngoài ra họ sẽ được thêm tiền nữa. Là rất nhiều tiền và những chi phí rất là cao. Cho nên là có nhiều nhà nghiên cứu họ lợi dụng cái điều này. Họ ví dụ như là bây giờ cô là nhà nghiên cứu đi, cô nghiên cứu cái thuốc mới điều trị về ung thư, đúng không ạ? Thì chẳng hạn như là cô tìm đối tượng A vô tham dự, nhưng mà lúc này cô không nói về tác dụng, không mong muốn có thể xảy ra một cái thuốc mới này. Thì thuốc mới chắc chắn sẽ có khả năng xảy ra tác dụng không mong muốn của mình. Cô chỉ nói tới lợi ích thôi. Ví dụ như là bây giờ anh cứ tham dự đi, anh vừa được uống thuốc miễn phí, anh còn vừa được có tiền nữa, thì chắc chắn người ta sẽ tham dự. Người ta gọi là như vậy là người ta gọi là không có ý đức. Nó sai một cách nghiên cứu. Vì những người tham gia nghiên cứu họ phải hiểu rõ được cả những cái hiệu quả cũng như là những cái yếu tố nguy cơ có thể xảy ra trên con người của họ. Chẳng hạn có thể là họ thử nghiệm thuốc là họ sẽ bị chết. Có một đợt là châu Phi họ lên án đó mà. Tức là cái quy định thử thuốc lâm sàng tại các nước ở châu Mỹ hoặc là những nước châu Á, châu Âu nó rất là khó. Tức là người ta hiểu rất là rõ về cái mức độ nguy hại của việc thử thuốc, cho nên là họ từ chối không tham gia thử thuốc. Cho nên những tập đoàn lớn họ trở về những đất nước nghèo, những đất nước thuộc châu Phi họ nghèo, họ không có trình độ, họ bắt đầu thử thuốc. Có một đợt là thử thuốc là một cái nhóm thuộc Kinulon mà bị rút ra khỏi thị trường rồi. Cô nhớ không lầm thì tên nó tên là Trofloxacin để mà điều trị viêm màng não. Và khi mà điều trị thì hầu như các trẻ được điều trị ở châu Phi đều chết hết. Ngộ độc và tử vong hết thành toàn bộ. Trong thiết kế nghiên cứu là họ chỉ ghi là thuốc viên và khi mà có hiệu có biến cố họ sẽ ngừng, nhưng mà tại châu Phi thực tế thì họ sử dụng tiêm truyền và họ không ngừng lại. Ví dụ một bệnh nhân mà bị tử vong thì họ phải ngừng lại, họ đánh giá mà họ không ngừng lại, họ bị lợi dụng, họ tiếp tục họ nghiên cứu. Cho nên thật sự là đối với cái thử nghiệm lâm sàng và những thuốc mới thì các bạn sẽ được học. Cô nhớ là cái này là học ở trong môn nhiều lâm sàng, các bạn không biết các bạn có bị giảm tải hay không. Nhưng mà nguyên tắc đầu tiên nha, là nhà nghiên cứu phải trình bày đầy đủ tất cả các nội dung liên quan tới nghiên cứu của nghiên cứu mình cho đối tượng tham gia nghiên cứu. Và đối tượng tham gia nghiên cứu họ có quyền dừng lại bất cứ lúc nào. Ví dụ như họ đang sử dụng thuốc đó, họ thấy họ không thích, họ dừng, là bắt buộc phải cho họ dừng. Hoặc là bây giờ họ biết là thuốc không phải là chóng mặt thôi, họ muốn dừng mình cũng phải cho họ dừng, chứ không phải vì lợi nhuận mà mình bắt buộc tiếp tục tham gia nghiên cứu. Cho nên bạn thấy là đối với những cái thuốc mà họ gọi là còn mắc tăng đó nè, giá nó rất là mắc, vì nó phải trừ lại cái phần kinh phí cho cái việc tham gia cái việc mà đưa một cái thuốc mới ra thị trường. Nên bạn cho nên là khi mà nghiên cứu thì có cái kinh phí và cái đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Vậy thì mình nhắc lại ha, đầu tiên là chúng ta phải đặt lại câu hỏi giả thiết tham gia nghiên cứu. Sau đó chúng ta sẽ xác định coi là dân số đối tượng nghiên cứu là gì, nguồn dữ liệu mình sẽ lấy ra đâu, phương pháp thu thập, tổng hợp, xử lý phân tích số liệu. Sau đó chúng ta sẽ lập đề cương nghiên cứu. Khi mà lập đề cương nghiên cứu xong, mình phải xác định được các mốc để mà mình hoàn thiện. Ví dụ đề cương mình cần làm là 1 năm, thì tại các mốc thời điểm mình xem xét coi mình đã đi được tới đâu. Rồi mình qua cái phần tiếp theo, đó chính là tiến hành thu thập và xử lý số liệu. Vậy thì lưu ý gì khi mà tiến hành thu thập và xử lý số liệu? Đây là một cái bản phân tích bằng phần mềm SPSS. Thì mấy bạn khi mà bạn làm nghiên cứu thì bạn sẽ học nghiên cứu về cái vấn đề này. Nhưng mà một số nguyên tắc cơ bản nhất cho mấy bạn: thu thập và xử lý số liệu các bạn phải nhớ là phải đảm bảo được tính đúng và tính khoa học, tránh trường hợp chế số liệu các bạn ha. Vì sao? Vì đây là những công bố có thể các bạn sẽ sau khi bạn nghiệm thu
của mình sẽ có thể muốn lên báo có thể là báo Việt Nam hoặc là báo thế giới, và có thể nó sẽ là một cái nguồn tài liệu tham khảo cho những cái nghiên cứu sau này. Cho nên nếu các bạn công bố sai sự thật thì nó sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, đến các bạn trước và tới cả những cái đề tài mà dựa vào cái kết quả của mấy bạn để mà so sánh. Cái thứ hai, tùy vào cơ quan, ví dụ như nếu mà ở viện án hoặc là viện văn tiến sĩ hay chuyên khoa 2 thì họ sẽ có một cái bước đó gọi là kiểm tra số liệu, tức là họ lấy số liệu mấy bạn là số liệu đã xử lý, người ta sẽ lấy truy cứu vào cái dữ liệu gốc mà. Chẳng hạn các bạn lấy hồ sơ bệnh án đúng không, người ta sẽ rà lại hồ sơ bệnh án để coi các bạn thu thập có đúng thông tin hay không, các bạn có thật hay không các bạn. Nếu các bạn không thật thì cái đề tài bạn coi như là bị hủy. Cho nên là thu thập là phải chính xác, phải khoa học, phải trung thực các bạn ha. Đối với lại số liệu cá nhân, ví dụ bạn thu thập thông tin thì bạn phải không có được nhận tên bệnh nhân mà bạn thay bằng cái mã số nào đó, cái đó là nguyên tắc bí mật trong cái việc thu thập số liệu của bạn năng. Sau khi nhập số liệu thì mình sẽ làm sạch dữ liệu, ví dụ như là loại bỏ thông tin sai, vô lý hoặc là không có thông tin. Thì những cái trường hợp này nó sẽ áp dụng cho các bạn khi bạn tiến hành khảo sát, phát giấy với các đề cương, và bạn thấy là ví dụ bạn phát ra mà đối tượng trả lời, và đối tượng trả lời thì điền không đầy đủ thông tin thì mình có thể loại bỏ những cái số liệu đó, những dữ liệu như là vậy đó. Mã hóa dữ liệu vào phần mềm thống kê đã xử lý và giải thích các số liệu đã được mã hóa, chuyển biến định lượng thành biến phân loại, tạo biến tổng hợp. Thì cái biến là như thế nào đúng không các bạn? Có là đề tài hoặc là luận án thì mấy cái thầy cô nghiên cứu, mấy thầy cô hướng dẫn thì hướng dẫn các bạn làm ha. Rồi mình qua những cái phần lý giải báo cáo kết quả như thế nào, là phần thứ năm của mình ha. Về hình thức thì mình có thể là bài báo, mình viết báo, mình viết poster, mình viết báo cáo tại hội nghị khoa học hoặc là quan luận án. Còn có kỹ năng như là các bạn phải biết soạn thảo văn bản, ít nhất tối thiểu bạn phải biết đánh máy tính. Ở đây lớp mình ăn với máy tính không? Chắc là ăn biết đánh đúng không? Yêu liệu hơn đánh máy không mà nhìn đúng không? Giống như biết ăn chơi game mà đâu cần bật đèn, đâu tắt đèn, chẳng cần máy tính là cái gì đánh thôi đúng không? Đánh 10 ngón, 20 ngón luôn. Cho nên là kỹ năng đó rất là quan trọng các bạn. Và kỹ năng soạn thảo văn bản. Tiếp theo là các bạn phải biết trình bày dữ liệu. Ta gọi là ai cũng có cái đẹp đúng không? Nếu còn cái bài báo cáo bạn chơ chữ từ trên xuống dưới sẽ rất là chát. Các bạn thêm những cái hình ảnh vào, minh họa vào những cái biểu đồ nó sẽ đẹp hơn, nó gây sinh động hơn cho cái số liệu của bạn, để mà người ta đọc người ta cũng thấy thích thú ha. Viết tắt thì đây là một cái để mà các bạn rút ngắn cái bài các bạn lại. Những cái từ mà sử dụng rất là nhiều lần của các bạn viết tắt ra. Giải thích ngay lần đầu sử dụng trong phần tổng quan, lập danh mục từ viết tắt thì lưu ý không lạm dụng từ viết tắt nếu mà từ lặp lại không nhiều, khái niệm không dùng. Tức là không phải từ nào là đủ viết tắt. Từ nào mà bạn thấy các bạn cảm thấy là lặp lại hơn chục lần bạn viết tắt. Còn nếu từ nào bạn lặp lại 2 lần 3 lần thôi đừng viết tắt thôi. Và nguyên tắc nha, viết tắt thì phải giải thích cho người ta biết được bạn đang viết cái gì. Về cái phần nội dung thì nó sẽ có nội dung, nhiều nội dung chính và những cái phần phụ. Thì nội dung chính là bao gồm là đặt vấn đề, là mục tiêu nghiên cứu, là tổng quan tài liệu, phương pháp, kết quả bài tập và kết luận. Cái phần này mà nếu mà cô dạy cái lớp nào mà nhiều tiết hơn từ bài này cô sẽ hỏi phần này. Chẳng hạn như các bạn mới nêu được những cái nội dung chính của bài văn cũng vậy. Thì đây là những nội dung chính. Ngoài ra là những nội dung phụ, ví dụ như là tóm tắt tài liệu tham khảo, lời cảm ơn, phụ lục, mục lục và danh bản. Danh mục bản hình chữ tắt. Trong cái phần đặt vấn đề là cái phần chính đầu tiên mà, thì các bạn phải nêu rõ được cái lý do nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu là gì, vấn đề gì và giải quyết gì, tại sao phải thực hiện nghiên cứu này, ý nghĩa thực tiễn, hợp lý, mới và sáng tạo, tên đề tài, nơi thực hiện, phương pháp như thế nào, thời điểm thực hiện ra sao, mục
tiêu nghiên cứu thì mình sẽ gồm có mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể. Đề tài sẽ là gì? Còn các bạn lưu ý cái bài này nó sẽ giúp các bạn trong bài làm luận văn luận án nha. Các bạn nhớ để ý, nếu mà mình không có kiểm tra thì mình cũng biết, để muốn các bạn có làm đề tài mình còn biết để mình viết cho nó hợp lý không. Tổng quan tài liệu thì mình sẽ gồm 3 phần. Phần đầu tiên là mình sẽ định nghĩa khái niệm về cái đề tài của mình. Tiếp theo là kết quả của nghiên cứu mới nhất liên quan, thông tin nơi nghiên cứu nè, đặc điểm liên quan tới việc cung cấp số liệu, thực hiện đề tài và tính cấp thiết. Ở trong trường hợp trích dẫn kết quả nghiên cứu trước thì phải viết lại theo công văn của mình. Còn nếu bạn trích y chang thì bạn phải ghi rõ là tài liệu gốc như thế nào. Nếu mà bạn không ghi tài liệu gốc thì chứng minh một điều đó bạn bị đạo văn. Cái hiện tượng này rất là phổ biến ở những trang web của Việt Nam phải không? Các bạn chỉ cần Google một câu thôi, rất nhiều báo hiện ra và đọc lại nội dung báo y chang nhau cả. Mình cuối cùng mình không biết báo đó là gốc đó hay là copy paste, đúng không bạn? Cho nên đối với nghiên cứu khác nha, chẳng hạn như các bạn làm bài, các bạn có quyền copy câu của người ta, các bạn gắn cho bài của mình được, cái quyền tiết của mình. Nhưng mà nếu nghiên cứu mấy bạn đã lấy những cái câu người khác rồi, các bạn ghi y chang họ rồi thì các bạn ghi rõ các bạn lấy từ đâu. Tại sao? Tại vì một số đối tượng sẽ coi như là họ Google, họ search cái câu của các bạn xong, xong rồi họ search cái bài gốc để mà họ coi là ai là đạo văn các bạn ha. Giờ cái gì trên mạng cũng có mà, nhiều khi mấy bạn ghi một câu xong cô ghi gần đặt cái câu với bạn xong đưa mạng ra hết trơn, đúng không? Rồi tiếp tục trích dẫn số liệu dạng bản dạng hình thì cũng cần cái dữ liệu ngay sau cái bản hình đó. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu là đối tượng nghiên cứu thì mình sẽ có mục tiêu nè, thiết kế nghiên cứu như thế nào, nguồn thông tin là có sẵn hay là phải khảo sát, các thông tin biến số, thời gian, đặc điểm thực hiện, mẫu số, mẫu. Trong lúc mà chọn mẫu của bạn thì mình sẽ coi bây giờ mình chọn mẫu gì và mình loại trừ mẫu gì. Ví dụ như là cô đánh giá tình hình sử dụng thuốc ở trẻ em thì cô phải loại những mẫu là lớn, là của người lớn. Hoặc là bây giờ cô chọn những mẫu là của người lớn lớn 18 tuổi thì cô sẽ loại đi những trường hợp đó là trẻ em bé hoặc 18. Nó sẽ tùy vào thiết kế nghiên cứu của bạn mà mình sẽ có những cái tiêu chí loại trừ khác nhau. Phương pháp thu thập xử lý thông tin là và phân tích số liệu, các bước thực hiện và thời gian. Và đối với kết quả nghiên cứu thì các bạn phải trình bày mục tiêu nghiên cứu đã đề ra nè, lựa chọn bản biểu đồ đồ thị phù hợp, lưu ý các đặt tên, tiêu đề mô tả cụ thể số liệu trình bày, tên vị đo lường của mục tiêu, viết tắt và các ký hiệu phải chú ý tích cực dưới bản. Đây là hai cái bản, các bạn có thấy là bản biểu nó có thể là dễ, rất là đơn giản trong phần vừa ha. Về phần bàn thì các bạn cái gì? Nói chung là trong cái phần kết quả có gì các bạn bàn đó. Các bạn kết quả từ một cái hình ảnh nào đó các bạn có thể là bàn. Thường cái phần kết quả các bạn ghi ngắn gọn thì bài các bạn giải thích ra rõ ràng hơn, mình sẽ tóm tắt lại cái mục tiêu và kết quả chính, giải thích kết quả hợp lý hay là có đúng mong đợi hay không. Mình sẽ phải so sánh với những nghiên cứu trước coi nó khác hay là nó giống. Và nếu mà nó khác thì bạn có thể là kèm thêm cái lời giải thích vì sao nó khác. Và cuối cùng các bạn sẽ nhận xét được cái ưu nhược điểm trong quá trình thực hiện đề tài và còn câu hỏi nghiên cứu nào chưa trả lời được hay không. Và phần cuối cùng là cái phần kết luận các bạn. Kết luận ghi ngắn gọn thôi nha, đừng ghi quá dài. Thường kết luận bạn ghi một trang tới hai trang là đủ. Các bạn khẳng định lại coi có đạt được mục tiêu nghiên cứu ban đầu hay không, cái nghiên cứu các bạn có ý nghĩa gì và hướng phát triển của đề tài. Rồi mình qua cái phần nữa là các sai số thường gặp. Và cái sai số này sẽ ảnh hưởng tới kết quả nghiên cứu của bạn, cho nên bạn lưu ý
tiên là cái sai số do thiết kế nghiên cứu không phù hợp. Các bạn phương thức thu thập các bạn không đúng thì có thể là sai số, chẳng hạn như là thu thập thông tin mang tính đe dọa, thông tin khảo sát trực tiếp. Thông tin mang tính đe dọa là như thế nào? Ví dụ bạn hỏi một câu hỏi mà chẳng hạn như là mấy bạn hỏi là bệnh nhân có tuân thủ sử dụng thuốc hay không, mà mặt mấy bạn coi như là cao có, xong rồi các bạn người trả lời cảm nhận được là nếu mà người ta trả lời không ở bạn ăn thịt người ta đó, thì người ta gọi là câu hỏi mang tính đe dọa, và người ta bắt buộc người ta sẽ trả lời có, là dù người ta không uống thuốc người ta cũng sẽ trả lời là có, tôi uống thuốc đầy đủ, thì nó sẽ dẫn đến cái sai số ha. Hỏi về kiến thức như là thiết kế câu hỏi online. Câu hỏi online thì nó sẽ bị có một cái ưu điểm là nó sẽ nhanh, nó đỡ tốn giấy. Coi như bạn chỉ cần gửi cho người ta lắm, người ta đã bỏ vô là bạn thu thập rất là nhanh. Nhưng mà khi mà thu thập online thì khi mà bạn hỏi những câu hỏi mà nó chuyên môn quá đó, thì cái người trả lời họ có thể là họ tìm kiếm câu trả lời trên internet luôn, cho nên nó sẽ dẫn tới sai số. Tức là mặc dù họ không biết gì cả nhưng mà họ tìm kiếm tài liệu và họ trả lời với bạn, thì bạn ghi nhận là họ biết rất là nhiều ha. Khảo sát yếu tố nguy cơ từ một vấn đề sức khỏe và nghiên cứu bệnh chứng, thì cái này phải tham khảo tại thầy Phương, các bạn không nắm những bệnh chứng ha. Thu thập các chỉ số không trong tình trạng bình thường, chẳng hạn bây giờ người ta đang rất là tức giận, người ta đang rất là tức giận hoặc là người ta đang rất là mệt mỏi, các bạn bắt người ta phải làm cái khảo sát 100 câu thì lúc này chắc chắn cái kết quả của chúng ta sẽ bị sai lệch. Yếu tố khảo sát mẫu thu không đại diện cho nhân số nghiên cứu, ví dụ như người đạt tiêu chuẩn là không tham gia nghiên cứu hoặc là khỏi nội trình hoặc là không trả lời đầy đủ câu hỏi. Tiêu chí phương pháp chọn mẫu, ví dụ như là lựa chọn nhân số mục tiêu nghiên cứu không phù hợp và thiếu tiêu chí bài trừ. Phương pháp đo lường, ví dụ như xét nghiệm chỉ số sinh hóa không cùng phương pháp xét nghiệm không cùng một nơi. Thì thường cái phần câu hỏi trong cái mục này á, là cô thấy là chẳng hạn như là người ta sẽ, mình có ba sai số, mà đo lại sai số thì người ta sẽ đưa ra những cái ví dụ, sau đó người ta sẽ chọn, các bạn sẽ chọn coi là sai số đó là thuộc sai số gì. Chính cái quan trọng của bạn đặt bạn phải hiểu. Sai số thường là do thiết kế nghiên cứu không phù hợp, nó sẽ liên quan tới cái phương pháp nghiên cứu đầu tiên này, cái cách đặt vấn đề, cái cách chọn mẫu, cái tiêu chí bài trừ, thì nó sẽ là sai số do mà thiết kế nghiên cứu không phù hợp. Và cái sai số thứ hai là sai số do thu thập thông tin. Thu thập thông tin ha, ví dụ như là công cụ đo lường không đồng nhất, như là lý do khách quan là giai đoạn đầu các bạn thu thập công cụ A, giai đoạn sau các bạn thấy công cụ A nó có vấn đề, các bạn thu thập qua công cụ B, người ta gọi là sai số do công cụ đo lường không đồng nhất. Không đảm bảo tính ngẫu nhiên trong chọn mẫu, chẳng hạn như tắt chọn mẫu là không có cô gái ai hết, nhưng bây giờ cô thấy là người nhà của cô đưa vào cái dân số mà sử dụng thuốc tốt, còn không phải người nhà của cô cho vô cái dân số sử dụng thuốc dởm hơn, thì người ta là không đảm bảo tính ngẫu nhiên. Còn bây giờ bạn thích nam thích nữ đi, giờ cô thích nữ đi, cô cho nữ được cô gái và nam cô gái, vậy không được ha, mình phải có sự đồng đều. Thì để có sự ngẫu nhiên rồi, bạn có thể là thực hiện những cái phép tính bằng Excel, bạn lấy số ngẫu nhiên, hoặc là mấy bạn lấy hồ sơ bệnh án đi, nguyên tắc là lấy hết hoặc là lấy ngẫu nhiên. Nhưng mà cứ kéo hồ sơ nào dài quá, bạn làm biến bạn bỏ đi mà không lấy, thì như vậy là sẽ đưa lên sai số. Không hướng tiền các bộ khảo sát, tức là các bộ khảo sát họ không biết như thế nào là đúng, như thế nào là sai. Đặt câu hỏi thiếu khách quan như là nhấn chọn biểu cảm khi đọc đáp án đúng. Bạn kêu là bây giờ anh hãy chọn đáp án đúng đi, các bạn đọc bốn đáp án vô và cái đáp án đúng từ cái nhấn chọn vô cái là ta biết đáp án đó đang đúng mà. Và lúc người ta chuẩn bị trả lời sai, các họ nói ý anh xem lại đi, người ta biết ta là gọi là gợi ý. Rồi đặt câu hỏi không giống nhau giữa các đối tượng. Hỏi không nhau đây còn siêu nhân hơn ha, chẳng hạn như là nhóm nào mà muốn trả lời đúng thì đặt câu hỏi đơn giản hơn, nhóm nào mà muốn trả lời sai lại hỏi thật là phức tạp đúng không? Câu hỏi thiết kế không phù hợp, ví dụ như là một câu hỏi thiết kế không đạt yêu cầu, không thu thập được thông tin, câu hỏi thì không rõ ràng, gợi ý không trả lời, nội dung hỏi không phù hợp khiến người trả lời nhớ không chính xác thông tin. Cái này các bạn có hay làm khảo sát không?
tin là do câu hỏi thiết kế là phù hợp. Người trả lời nói quá đáng khò, trả lời ngẫu nhiên như là một câu trả bỏ trống câu hỏi và câu trả lời. Và sai số thứ ba là sai số khi phân tích số liệu, thì đây là cái sai số hệ thống do sự chênh lệch số lượng giữa các nhóm được so sánh. Thì cái này mấy bạn làm FTSS hoặc là làm Stata thì nó sẽ có cái cách để mà hạn chế cái sai số này. Rồi bây giờ mình sẽ lướt qua những cách hạn chế sai sót các bạn hơn. Rồi, cách đầu tiên là trong quá trình chọn mẫu thì mình sẽ phải xác định rõ ràng là cụ thể tiêu chí chọn mẫu, ưu tiên chọn những cái tiêu chí thuận tiện và bộ tính toán cỡ mẫu đủ lớn. Và khi mà các bạn tính toán cỡ mẫu đủ lớn thì bạn đủ điều kiện phân loại trừ các trường hợp là cỡ mẫu không đại diện được cho nhóm nghiên cứu. Quy trình khảo sát áp dụng thống nhất cho cùng đối tượng tham gia, cùng thu thập thông tin thời điểm hỏi, có điều kiện ngoại cảnh đồng nhất, tức là hỏi sao giống nhau hết ha. Quy trình thông tin nhắc lại khi không có thông tin phản hồi, cung cấp thiếu thông tin để mà giảm cái tình trạng là mất dấu là bỏ cuộc. Đối với lại thiết kế bản hỏi thì mình sẽ dùng cái câu hỏi đã được chuẩn hóa. Và để làm sao để mình có cái câu hỏi này, các bạn tưởng tượng là những cái bộ câu hỏi mà mấy bạn thường hay đánh giá người ta lấy ở đâu mà, hay là người ta tự nghiên cứu, người ta tự tìm ra cái bộ câu hỏi đó, thì thường nó sẽ có trong bài được tham khảo của mấy bạn. Chẳng hạn như các bạn nghiên cứu là trong mấy trước mà khi mà mình xác định tiêu nghiên cứu thì mình sẽ tìm tài liệu tham khảo, đúng không bạn? Và mình sẽ tìm tài liệu tham khảo nào mà nó có đầy đủ bộ câu hỏi, mình sẽ copy cái bộ câu hỏi đó về sang tiếng Việt, sau đó là mình chuẩn hóa lại thành tiếng Việt Nam, rồi sau đó mình xem xét nó phù hợp với lại đối tượng nghiên cứu của mình hay không, mình chuẩn hóa cho phù hợp đối tượng nghiên cứu không. Thu thập số liệu bằng phương pháp mù, chẳng hạn như mù đôi, mù ba, mù đơn, mù đôi, mù ba. Các bạn hiểu mù đơn là gì các bạn? Mù là gì? Mình bắt cho họ mù hả? Mù đơn là một cái cọng dây, mù đôi là mình thay cái cọng dây, mù ba là ba cọng dây như mọi thái hết. Biện pháp mù này á, nó dành cho cái phương pháp gọi là thử nghiệm tâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng. Chẳng hạn mù đơn là cái người tham gia nghiên cứu họ không biết việc họ sử dụng thuốc gì. Mù đôi là cái người đưa cái viên thuốc cho họ cũng không biết là họ đang sử dụng thuốc gì. Tại vì bạn để ý đi, cái người mà đưa thuốc cho họ biết thì nhiều khi họ sẽ tác động lên cái người chọn thuốc, đúng không bạn? Cho nên là mù luôn ảnh đi, ảnh cho lúc mình chẳng biết là thuốc thì hay thuốc giả. Còn mù ba là mù luôn cho cái người phát thuốc cho cái người đó, là mù ba nhóm đối tượng. Ví dụ như bây giờ cô đây ở đây là dược phát thuốc, đúng không? Dược phát thuốc cho điều dưỡng, điều dưỡng phát thuốc cho bệnh nhân, đúng không? Thì mù ba sẽ là dược không biết, điều dưỡng không biết và bệnh nhân cũng không biết, là mù ba đối tượng. Còn mù đơn là chỉ có bệnh nhân không biết thôi, thì mình sẽ áp dụng biện pháp làm mù thì nó sẽ hạn chế được sai sót. Và thường là mù thường áp dụng là mù đôi, là hai đối tượng, tức là bệnh nhân và người phát thuốc trực tiếp cho bệnh nhân không biết là được. Đảm bảo cái tính trung thực trong thông tin từ câu hỏi kiến thức ha, tức là không phải là mình thấy là mình thiết kế nghiên cứu xong rồi câu hỏi nào mà nó bất lợi cho mình thì mình bỏ qua để thu thập luôn. Chẳng hạn như mình đánh giá về độ an toàn của thuốc, mấy bạn ghi nhận được 5 trường hợp ADR, nhưng mà vì muốn kết quả một điểm bỏ 5 cái ADR đó, thì như vậy nó gọi là nó sẽ cố tình ghi sai số mà mình phải hạn chế trường hợp này. Giảm độ đe dọa đối với câu hỏi mang tính đe dọa. Vậy thì để mà xác định, mình phải xác định rõ là phương thức trả lời là gì, các cuộc khảo sát là ai, có cần huấn luyện hay không, và đặc điểm của đối tượng được khảo sát và hoàn cảnh nơi khảo sát. Nguyên tắc chung trong thiết kế bản hỏi là đảm bảo chất lượng bản hỏi, thiết kế câu hỏi phù hợp với nội dung và phương thức trả lời, dùng câu ngắn gọn, thông tin khai thác từ nguồn dữ liệu có sẵn như là hồ sơ bệnh
mình sẽ có những câu hỏi đóng, tức là chỉ yes, no, hoặc là các bước 1, 2, 3, 4, 5 đánh vô. Sau đó mình sẽ kết hợp một số câu hỏi